Thấy gì ở ban đại án sắp xét xử? Thưa quý vị và các bạn, trong số những vụ án chuẩn bị xét xử, có 3 vụ rất được dư luận chú ý là vụ Vạn Thịnh Phát, 86 bị can bị đề nghị truy tố, vụ FLC, 51 bị can bị đề nghị truy tố, và Tân Hiệp Phát, 3 cha con bị truy tố. Đây là những án kinh tế lớn với các tội danh lạm dụng tín nhiệm, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, hối lộ và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi, thao túng thị trường chứng khoán. Đáng chú ý, cả 3 vụ đều có yếu tố gia đình, người thân. Theo kế hoạch, ngày 5 tháng 3 tới, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắt đầu xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng các đồng phạm về các tội tham mô tài sản, đưa hối lộ, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. 85 bị cáo còn lại gồm 45 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB, 15 cựu cán bộ Ngân hàng Nhà nước, 3 cựu cán bộ Thanh tra Chính phủ, 1 cựu cán bộ Kiểm toán Nhà nước bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về các tội tham mô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Đây là siêu đại án với 2.404 người liên quan, gây thiệt hại cho SCB tổng cộng gần 498.000 tỷ đồng. Các bị cáo cũng bị cáo buộc đưa, nhận hối lộ với số tiền cực lớn. Riêng bị cáo Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng 2, Cục 2 thuộc Ngân hàng Nhà nước, nhận hối lộ 5,2 triệu đô la. Với đại án xảy ra tại FLC, 51 bị can bị truy tố, trong đó 21 bị can bị khởi tố về tội thao túng thị trường chứng khoán, 31 bị can bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 bị can bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 3 bị can bị khởi tố về tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán. Các bị cáo buộc đã chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Tân Hiệp Phát với hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản chỉ với của 4 bị can. Tổng giá trị đã hơn 1.048 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong 3 đại án kể trên có sự cấu kết làm trái của nhiều thành viên trong gia đình, người thân. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát liên quan đến bà Trương Mỹ Lan còn có ông Chu Lập Cơ, chồng bà Lan, Trương Huệ Vân, cháu gái và nhiều người thân khác trong gia tộc. Vụ FLC cùng với Trịnh Văn Quyết thì hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cũng bị truy tố. Vụ Tân Hiệp Phát cùng bị truy tố với ông Trần Quý Thanh còn có hai người con gái là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích. Như vậy, trong quá trình hoạt động, những bà trùm, ông trùm đã bố trí người thân trong gia đình vào những vị trí quan trọng của tập đoàn nhằm tạo nên hệ sinh thái của riêng gia tộc, từ đó nắm giữ quyền lực tuyệt đối, có khả năng chi phối, dẫn dắt, thao túng để lũng đoạn, lừa đảo, trục lợi. Mặt khác, với vòng tròn gia tộc ấy, những tưởng không thể có kẽ hở nhằm tiến hành những hoạt động phi pháp qua mặt cơ quan chức năng. Những đối tượng phạm pháp cùng chung một lợi ích, thống nhất trong hành động, được cho là kín như bưng khi bắt tay, mua chuộc, hối lộ, khống chế nhóm lợi ích, có quyền lực thoái hóa, biến chất, tạo ra vành đai sắt, vòng trong, vòng ngoài vô cùng nguy hại. Nhưng lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, sự câu kết ghê gớm tưởng như có thể xóa sạch bất cứ dấu vết nào rồi cũng bị phơi bày trước thanh thiên, bạch nhật. Qua hàng loạt vụ án suốt thời gian qua cho thấy, cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng càng lúc càng quyết liệt, hiệu quả, bất kể trong lĩnh vực công hay lĩnh vực tư, bất kể người đó là ai, bất kể sự cấu kết chặt chẽ đến đâu cũng sẽ bị phanh phui, phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đó cũng chính là quyết tâm của Đảng, Nhà nước, của hệ thống pháp luật. Quyết tâm ấy đã lan tỏa niềm tin, tạo nên sức mạnh toàn xã hội trong cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực, cam go nhưng không bao giờ chùn bước. Không có chứng cứ vật chất, buộc tội bị cáo nhận hối lộ bằng cách nào? Thưa quý vị và các bạn, đâu là cơ sở để cơ quan tố tụng có thể buộc tội các bị cáo trong vụ án nhận hối lộ mà không có chứng cứ vật chất và lời khai thừa nhận? Thời gian vừa qua, rất nhiều các vụ án liên quan đến các tội danh nhận hối lộ mà cơ quan tố tụng đưa ra xét xử nhận được sự quan tâm của dư luận. Một trong những khía cạnh được chú ý là chứng cứ phạm tội trong vụ án dạng này,
bởi nhiều bị cáo khi bị ra tòa đã bác bỏ cáo buộc nhận tiền hối lộ. Vụ án mới đây được Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử về vụ án sai phạm trong cấp phép lao động cho người nước ngoài. Bị cáo Lê Minh Quốc Cường, cựu giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh này, cũng một mực phủ nhận cầm tiền hối lộ từ cấp dưới. Điển hình khác là phiên tòa chuyến bay giải cứu, dư luận đặc biệt quan tâm đến bị cáo Hoàng Văn Hưng, cựu trưởng phòng 5, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an, với màn đối đáp phủ nhận chiếc cặp cựu phó giám đốc Công an Hà Nội đưa cho có chứa tiền. Nhiều người theo dõi các vụ án nhận hối lộ tương tự thường đặt ra câu hỏi, vậy chứng cứ buộc tội ở đâu? Chứng cứ như vậy đã rõ ràng hay chưa? Trao đổi với phóng viên về vấn đề trên, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, văn phòng luật sư kết nối Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cũng cho rằng người dân thắc mắc như vậy không có gì là lạ. Vì thực tế chứng cứ thuyết phục và rõ ràng nhất là chứng cứ vật chất hoặc lời khai nhận tội. Trước hết, chứng cứ vật chất được hiểu là những căn cứ được ghi nhận trên các văn bản, tài liệu, ghi âm, ghi hình hoặc các vật chứng. Nếu bên đưa hối lộ ghi âm lại thì file ghi âm này chính là chứng cứ vật chất. Khi sử dụng chứng cứ còn phải xem xét ý nghĩa chứng minh, tức là có làm rõ được hành vi phạm tội hay không. Nếu có chứng cứ vật chất thì rõ ràng việc chứng minh hành vi phạm tội dễ dàng hơn nhiều. Ngoài ra, chứng cứ là lời khai nhận tội của bị can, bị cáo được coi là căn cứ vững chắc nhất, có ý nghĩa chứng minh rõ ràng hành vi nhận hối lộ. Yếu tố lời khai sẽ được xem xét có phù hợp lời khai của bị hại, người làm chứng không. Theo luật sư Hùng, cơ quan tố tụng vẫn buộc tội được các bị cáo dù không có chứng cứ vật chất, không có lời khai nhận tội của bị cáo. Bởi thông thường, vụ án nhận hối lộ, các cơ quan tố tụng vận dụng yếu tố niềm tin nội tâm, tức đánh giá khả năng thực hiện hành vi phạm tội là có. Việc chứng minh dù chưa rõ ràng nhưng lại có các chứng cứ gián tiếp như lời khai của người làm chứng, bị hại, xác định các yếu tố bất thường để kết tội. Có thể hiểu vì có các hành vi, lời khai, quá trình đối chất nên có cơ sở khẳng định đủ căn cứ kết tội đối với bị cáo. Có lẽ xuất phát từ đặc thù, loại tội phạm, thực tế khách quan nên để đảm bảo việc đấu tranh, phòng ngừa, xử lý hành vi phạm tội nên cơ quan tố tụng cố gắng vận dụng, đánh giá trên tổng thể các dấu hiệu tương đối, dùng phương pháp tư duy logic, phán đoán để đưa ra kết luận buộc tội với bị cáo. Luật sư nêu ý kiến, chắc chắn những quan điểm này sẽ còn rất nhiều tranh luận, đánh giá của các bên, nhất là người hoạt động trong lĩnh vực tư pháp. Vì thế về lâu dài chúng ta cũng cần có sự nghiên cứu, đánh giá, xây dựng các cơ chế, cách thức hoặc cơ quan tố tụng trước khi khởi tố vụ án này cũng nên thận trọng hơn nữa. Cố gắng thu thập chứng cứ vật chất rõ ràng để làm căn cứ buộc tội. Như thế người bị bắt, buộc tội mới tâm phục, khẩu phục và phải chịu sự trừng trị của pháp luật.